Quý vị thân mến, chuyện giới chóp bu của chế độ Sài Gòn có bồ nhí, có vợ nọ con kia không phải là chuyện lạ. Và vì thế, chuyện Nguyễn Văn Thiệu có những nghi án tình ái với những gia nhân thời đó cũng không phải chuyện gì đáng thắc mắc. Nhưng có điều, Nguyễn Văn Thiệu không chỉ trăng hoa khi đã lên làm tổng thống. Ông ta thậm chí đã lăng nhăng từ khi còn là anh lính quen, thậm chí đã có con riêng với vợ bé. Cùng tìm hiểu về những bóng hồng qua tay Nguyễn Văn Thiệu trong video sau đây của chúng tôi. Bí ẩn con rơi của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu với vợ bé gây chấn động chính trường Sài Gòn xưa. Trong cuộc đời Tổng thống chế độ Sài Gòn cũ Nguyễn Văn Thiệu, ngoài bà Mai Anh là có hôn thú đàng hoàng thì cũng có không ít bóng hồng vây quanh ông. Từ những người phụ nữ nổi đình nổi đám mà sau này từng khiến ông ta lao đao như người đẹp Kim Anh, đến những người tình chỉ thoáng qua nhưng cũng để lại những dư âm mà đến tận bây giờ nhiều người vẫn không biết đâu là hư, đâu là thực. Trong đó phải kể tới trường hợp đầu tiên là với cô ca sĩ Kim Loan. Nói về ca sĩ Kim Loan, hồi thập niên 60 bà là một hiện tượng đặc biệt trong giới ca nhạc Sài Gòn. Giọng Kim Loan nổi như cồn, với sắc đẹp kiêu sa, pha chút lai tây. Thời điểm này Sài Gòn nở rộ những trào lưu văn hóa nghệ thuật nhan nhản khắp các ngả đường là những rạp cine quảng cáo, chương trình đại nhạc hội, cải lương, tân nhạc, kịch nói. Đào kép nổi danh thời này cũng rất nhiều, không sao kể xiết. Đây cũng là thời hoàng kim của báo giới với nhiều ký giả chuyên đưa những thông tin giật gân về giới văn nghệ sĩ đang được khán giả ái mộ. Những vụ xì căng đan về tình ái, ghen tuông, cặp bồ, bỏ nhau bao giờ cũng được người đọc quan tâm hơn những tin tức trên các chiến trường. Một trong những vụ xì căng đan gây xôn xao dư luận liên quan đến chuyện tình vụng trộm của cô ca sĩ Kim Loan với ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Người ta nói rằng thật ra giọng ca của Kim Loan không có gì đặc biệt. Kim Loan có chất giọng hơi khàn, nghẹt mũi một chút. Cho dù đã bắt đầu nổi tiếng, nhưng cô chưa thể sánh nổi với các ngôi sao thời ấy như Phương Dung, Hoàng Oanh, Hà Thanh, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh đang làm mưa làm gió khắp các sân khấu Sài Gòn. Thế nhưng Kim Loan lại được trời ban cho vẻ đẹp lộng lẫy, luôn sáng rực lung linh khi bước lên sân khấu. Vì vậy mà tuy giọng ca còn non một chút, nhưng khán giả trẻ lại rất yêu mến cô. Mà không chỉ có khán giả trẻ, đến khán giả già như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng say đắm Kim Loan. Trong một lần hát phục vụ buổi lễ có Tổng thống Thiệu tham dự, ca sĩ Kim Loan với bài hát Căn nhà ngoại ô và sắc đẹp kiêu sa của mình đã hớp hồn quân vương, mở đầu cho một scandal tình ái làm rúng động chính trường Sài Gòn. Cậu vợ giúp cháu rể ngoại tình. Sau khi triều đại của Ngô Đình Diệm sụp đổ là hàng loạt những hoạt động binh biến diễn ra liên tục của các tướng lãnh Sài Gòn nhằm tranh quyền đoạt vị. Tới cuối cùng, vào năm 1966, Nguyễn Văn Thiệu được sự ủng hộ ngầm của CIA đã đắc cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ngay khi ngồi vào ghế Tổng thống, ông Thiệu bắt tay ngay vào việc bố trí người thân tín vào những chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền Sài Gòn nhằm củng cố vững chắc địa vị của mình. Trong số đó có Đặng Văn Quang, người bạn thân tín, chí cốt thủ Hàn Vi, đồng thời cũng là cậu vợ của Thiệu. Tức ông Quang là cậu của bà phu nhân Mai Anh. Do đó Đặng Văn Quang được nắm giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ Cố vấn An ninh Quốc gia. Chính trên cương vị béo bở này, Đặng Văn Quang đã trục lợi vô độ, lắm khi rất có con và bẩn thỉu bằng việc mua bán quan tước và chiết xuất bổng lộc. Nói tới cái tên Đặng Văn Quang, không ai là không biết đây là một cây tham nhũng đại bự trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Báo chí đương thời đánh giá, Đặng Văn Quang tuy chỉ đứng thứ tư về quyền uy sau Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, nhưng lại đứng đầu bảng phong thần về tham nhũng. Có thể nói mối quan hệ của Quang với Tổng Thiệu cũng giống như hòa thân với Càn Long vậy. Để có được lòng tin và sự che chở của Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang đã luôn tỏ ra một lòng trung thành, cúc cung tận tụy với Thiệu. Thậm chí ông ta luôn giúp Nguyễn Văn Thiệu đi tòm tem các người tình, trong đó có trường hợp của Kim Loan. Chuyện xảy ra vào đầu năm 1968, khi ông Thiệu tham dự một buổi lễ tại trại Đào Bá Phước trên đường Tô Hiến Thành, Sài Gòn. Trong buổi lễ này có sự xuất hiện của ca sĩ trẻ đang rất nổi tiếng là Kim Loan với ca khúc Căn nhà ngoại ô. Vị Tổng thống Sài Gòn nhìn cô danh ca tỏa sáng trên sân khấu không chớp mắt, trúng mũi tên tình ái. Khi buổi lễ kết thúc, Tổng thống Thiệu yêu cầu chỉ huy trại Đào Bá Phước thu xếp cho cô ca sĩ dùng cơm chiều với mình. Sau đó, Thiệu đã nhờ chính người cậu vợ của mình là Đặng Văn Quang thu xếp chuyện tình cảm của mình với cô ca sĩ Kim Loan.
Thiệu nói thẳng với Quang là muốn được lên giường với Kim Loan. Và nhờ Quang đưa đường dẫn lối. Dĩ nhiên là phải bảo mật tối đa. Quang gật đầu vì tin chắc với quyền uy sẵn có thì Thiệu muốn ngủ với ai Quang cũng dàn xếp được. Cố vấn Đặng Văn Quang đã bàn với Nguyễn Văn Thiệu, tuyệt nhiên chuyện mây mưa này không thể diễn ra tại Sài Gòn, rất dễ tay vách mạch rừng. Tốt nhất, Quang sẽ tổ chức cho Thiệu đi câu cá và thư giãn cuối tuần tại đảo Phú Quốc, rồi điều Kim Loan ra đó. Việc sắp xếp đó vừa qua mặt được bà Mai Anh, bởi có cậu Quang bảo hộ, vừa tránh ra sự dòm ngó của đám cận thần và các đối thủ chính trị. Thiệu được Quang hiến kế như mở cờ trong bụng. Ông Quang đã giao cho một phụ tá thân cận là Trung tá Ngân trực tiếp và bí mật lo chuyện thứ phi cho Tổng thống Thiệu. Ông Ngân đã lên một kịch bản rất tài tình. Đích thân ông Ngân tới nhà ca sĩ Kim Loan thay mặt Tổng thống Sài Gòn mời ca sĩ tham gia chương trình văn nghệ cao cấp tổ chức tại vùng 4 Hải quân đồn trú trên đảo Phú Quốc. Dĩ nhiên là Kim Loan nhận lời ngay, bởi mấy ca sĩ trẻ thời đó có được cái vinh dự được trực tiếp Tổng thống gửi lời mời như vậy đâu. Đến ngày biểu diễn, Kim Loan được tháp tung bởi xe của cơ quan đặc vụ Sài Gòn, đưa từ nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất, rồi từ sân bay ra Phú Quốc bằng chuyên cơ riêng của Tổng thống. Trên máy bay chỉ có một mình Kim Loan và Trung tá Ngân, ngoài ra chẳng có ban văn nghệ nào cả. Trước đó vài giờ, Đặng Văn Quang đã tháp tung Tổng thống Thiệu bay ra Phú Quốc trên một chiếc DC-47 khác. Tại Phú Quốc, mọi sự chuẩn bị cũng đã được thực hiện chu toàn, sẵn sàng đón tiếp đôi tình nhân tới hoan lạc. Mật lệnh từ phủ Tổng thống yêu cầu tư lệnh vùng 4 Hải quân chuẩn bị cho Tổng thống một tàu hải quân có đủ phòng ăn, phòng ngủ như một du thuyền. Đồng thời tăng cường một đại đội quân cảnh canh gác tại mũi ông đội, nơi du thuyền sẽ neo lại. Và thế là Kim Loan đã biểu diễn văn nghệ, phục vụ Nguyễn Văn Thiệu suốt cả ngày cả đêm trên chiếc du thuyền thơ mộng này. Sau cuộc hoan lạc đầy lãng mạn và sang trọng đó, Nguyễn Văn Thiệu ngày càng si mê Kim Loan. Cứ mỗi tháng, ông ta lại lệnh cho Đặng Văn Quang tổ chức vài ba chuyến nghỉ mát câu cá với đủ thành phần giống như lần đầu. Lâu dần cũng có kẻ để lọt thông tin Tổng thống chơi gái ở Phú Quốc tới tai bà đệ nhất phu nhân Mai Anh tại Phủ Đầu Rồng. Bà Mai Anh tung gián điệp ra tận Phú Quốc mai phục, thu thập tin tức và không khó để có đủ bằng chứng về chuyện ăn vụng của chồng. Nhưng vốn là kiểu người trầm tĩnh, bà Mai Anh cố dằn cơn ghen vì sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng và danh dự của đệ nhất phu nhân. Bà chỉ còn biết chút mọi tức giận và trách nhiệm lên đầu ông cậu Đặng Văn Quang. Lo sợ sự việc đổ bể sẽ thêm phần phiền phức, Đặng Văn Quang đã khẩn cấp bàn với Nguyễn Văn Thiệu cách chùi mép. Và thế là không lâu sau đó, vào khoảng đầu tháng 11 năm 69, trên chuyến bay từ Sài Gòn đi Tây Đức, người ta thấy có cô ca sĩ Kim Loan vẫn trong dáng vẻ kiêu sa nhưng gương mặt đượm buồn, kề cận cô ca sĩ trong chuyến đi có tay Trung tá Ngân, người đã mai mối cô với Tổng Thiệu. Trước đó, cô được Trung tướng Đặng Văn Quang báo nguy và yêu cầu thu xếp sang định cư tạm thời ở Tây Đức. Vậy là sự nghiệp ca hát của người đẹp, ca sĩ Kim Loan coi như chấm dứt. Vụ bê bối với nàng Kim Anh Senus và chuyện có con rơi. Sau vụ ca sĩ Kim Loan, Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa dừng lại trong cuộc chơi ái tình khi Nguyễn Cao Thăng, một dược sĩ tên tuổi, giàu nứt đố đổ vách trước năm 75 ở Sài Gòn, đồng thời giữ chức phụ tá cho Tổng thống, vì mưu đồ chính trị, lợi lộc kinh doanh, đã bày mưu tính kế với Đặng Văn Quang và Hoàng Đức Nhã, gài độ cho Nguyễn Văn Thiệu một kiều nữ lẳng lơ, dâm đãng bậc nhất Sài Gòn, để ăn vụng rồi trở thành vợ bé của ông ta, mãi tới khi Sài Gòn sụp đổ. Người đẹp này tên là Trần Thị Kim Anh, đang là nhân tình của Nguyễn Cao Thăng. Theo những người ở chế độ cũ miêu tả lại thì Kim Anh không có khuôn mặt xinh đẹp hay đôi chân thon dài như Kim Loan, mà ngược lại, nàng ta có thân hình hơi chút đẫy đà, chân lại ngắn. Tuy nhiên thì ăn nói rất có duyên, giọng nói như rót mật vào tai đàn ông. Và điều quan trọng nhất là kỹ năng giường chiếu của Kim Anh và loại thượng thừa đã làm cho bao đàn ông phải mê mịt. Sở dĩ Kim Anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện ái ân như vậy là bởi xuất thân từng là ca vê hạng sang. Sau đó nhảy lên làm chủ quán bar, vũ trường, xe nốt nổi tiếng nhất Vũng Tàu. Dân chơi gọi ả là Kim Anh Senus. Nguyễn Cao Thăng cũng là một tay chơi có số. Hắn đã xài Kim Anh chán chê rồi, nay dâng lên cho Tổng Thiệu. Biến cô nàng thành hàng gài, phục vụ những mưu đồ chính trị trong tương lai. Và đương nhiên chẳng bao lâu sau, Nguyễn Văn Thiệu cũng sa vào lưới tình của Kim Anh sau vài lần đi Vũng Tàu họp hành. Và đằng sau quãng đường chinh phục người đẹp ấy là sự sắp đặt của bộ ba hoạt đầu chính trị: Đặng Văn Quang, Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Cao Thăng. Người ta đồn rằng Nguyễn Văn Thiệu sau một thời gian ăn nằm với Kim Anh thì đã có một cậu con trai. Thế nhưng sự thật có phải con rơi của Nguyễn Văn Thiệu hay là sản phẩm không mong muốn của đại gia nào khác thì chỉ có Kim Anh hoặc phụ tá Tổng thống Nguyễn Cao Thăng biết mà thôi.
và sự cố con rơi với nàng Kim Anh đã khiến Thiệu khá đau đầu tìm cách bưng bít thông tin. Bởi nếu chuyện này lọt ra ngoài thì sự nghiệp chính trị của Thiệu có thể sụp đổ ngay tức khắc. Do đó, ngay khi Kim Anh hạ sinh cậu bé này không lâu thì mọi thông tin về đứa bé đã được bưng bít hoàn toàn. Thậm chí không ai biết đứa bé đã biến đi đâu. Một số người nói rằng Kim Anh đã gửi cho một người khác nuôi ở một nơi bí mật, đến khi lớn chút thì đưa ra luôn nước ngoài sinh sống. Sau vụ việc trên, Kim Anh cũng không kinh doanh vũ trường nữa mà nhảy vào chính trường. Ả được Nguyễn Văn Thiệu chống lưng đưa lên làm dân biểu quốc hội. Thế là từ một ả ca ve hạng sang, Kim Anh Senus, nay một bước lên hẳn danh xưng oách xà lách bà nghị Kim Anh, chễm chệ một thời ở hạ nghị viện Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu thất thế phải lưu vong sang Mỹ thì cũng không thấy ông ta đèo bồng Kim Anh đi theo. Có lẽ trong tình cảnh hỗn loạn của cuộc đào thoát có tổ chức, Thiệu đã bỏ lại Kim Anh. Kim Anh Senus là CIA của Mỹ gài cho Thiệu. Câu chuyện Tổng thống Thiệu đào thoát không mang theo nàng Kim Anh trong giờ phút cuối cùng, cũng như nghi vấn đứa con rơi của ông ta với người tình Kim Anh vẫn còn là một ẩn số cho tới ngày Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam. Theo vài nguồn tin, sau ngày Thiệu cuốn gói khỏi Việt Nam thì Kim Anh ở lại cũng phải đi học tập cải tạo, như bao nhân vật có chức quyền khác trong bộ máy chính quyền Sài Gòn cũ. Kim Anh học ở trại giam Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tại đây, Kim Anh ngựa quen đường cũ, lợi dụng thế mạnh kỹ năng chài đàn ông, đã câu hẳn được một con cá bự, là một cán bộ biến chất tên là Nguyễn Hữu Dộc, tức Mười Vân, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Sau một thời gian sống với nhau như vợ chồng, Mười Vân đã ký lệnh trả tự do cho Kim Anh. Khi đã được tự do, Kim Anh tiếp tục lợi dụng Mười Vân, dẫn dắt y chống lưng để làm các phi vụ tổ chức đưa người vượt biên thu tiền trái phép. Đôi tình nhân đã kiếm được bộn tiền sau các cuộc đưa người vượt biên thành công. Sau đó, Nguyễn Hữu Dộc đã tổ chức cho Kim Anh vượt biên mang theo số tài sản khổng lồ mà hai người kiếm được qua Mỹ, với kế hoạch mua nhà, chuẩn bị điều kiện vật chất đầy đủ đợi Nguyễn Hữu Dộc tìm cơ hội vượt biên qua đó sống chung. Tuy nhiên, đối với Kim Anh, Mười Vân chỉ là con cờ giúp ả có được tiền bạc và sự tự do ở hải ngoại. Vì vậy, khi Kim Anh sang tới đất Mỹ đã tái hợp ngay với tình cũ là Nguyễn Văn Thiệu. Sau đó ả gửi đơn về tố cáo tội trạng của Mười Vân, khiến ông ta phải nhận án tử. Sau này người ta cũng đồn rằng Kim Anh không phải chỉ là cô ca ve cầm tinh con hồ ly, mà ả là người của CIA cài vào bên Nguyễn Văn Thiệu. Còn chuyện có tình cảm hay có con riêng không thì chỉ những người trong cuộc mới tường tận. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng trái với người phó của mình là Nguyễn Cao Kỳ thuộc còn làm việc chung ở Phủ Đầu Rồng, Nguyễn Văn Thiệu trên cương vị Tổng thống của nền đệ nhị Cộng Hòa trong chuyện tình ái có phần kín kẽ hơn. Nếu Nguyễn Cao Kỳ phổi bò, đúng chất võ biền của con nhà tướng, bất đắc dĩ nhảy ra làm chính trị, nên trong chuyện cô gái cũng tỏ ra hào hoa, phong nhã, thích được người ta ca ngợi là một người đàn ông có nhiều tuyệt chiêu chinh phục mỹ nhân. Ngược lại, Nguyễn Văn Thiệu cũng khoái ăn vụng, nhưng ăn vụng trong bóng tối. Cũng thích cô gái, nhưng cô gái bằng những tính toán, mưu mô thâm hiểm và giấu rất kỹ. Nhưng cuối cùng tất cả mọi chuyện đều bại lộ.